Im đi! Đỗ Tân Giáo là điều kiêu hãnh của Phúc Bảo. Mình không thể quá tham lam như vậy được. Ba chỉ có thể chọn lựa một trong hai, là nhà kinh doanh hay là nghệ sĩ. Bằng mọi giá, chúng ta phải chiến thắng. Phúc Bảo không nên tham gia dự án này, mất công lại thất bại thảm hại. Sếp tôi bị mất cái laptop, nghi ngờ là cô gái này. Kinh doanh mà, làm ăn mà, đâu có gì phải xấu hổ. Ba chỉ muốn con chiếm được tình cảm của nó, rồi trở thành bà chủ Ninh Quê là được. Sau đó con cứ thản nhiên hất nó ra. Em và anh nên dừng lại mối quan hệ này. Lần sau con đi với trai là con chết với tôi. Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế này. Tôi căm thù bà. Gia đình tôi và cả Phúc Bảo ra nông nổi ngày hôm nay là do bà. Tại sao con lại đối xử với tôi như vậy? Để lấy bằng Tùng ra khỏi trái tim của Cẩm Sa, đó là anh phải làm như thế nào để khiến cho bằng Tùng vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Bằng Tùng, đó là con anh. Con tôi dây, con tôi. Đón xem Hồn Lụa 13:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2019 trên kênh NTV.